À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. À, video hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh xe này. Mẫu bánh này thì có cái bản rộng là 22 cm và đường kính là 50 cm. Cái mẫu bánh này thì làm xe dép rất là hợp lý. À, mẫu bánh này thì có cái tim ốc rất là phù hợp với này, cái cầu các đăng. Đấy là cái tim này, chéo 10 này, vuông 7 này, rất là phù hợp cho các bạn làm với cái cầu các đăng nhé. Đấy. À, bộ này rất là đẹp luôn. À, cái này hôm sau mình sẽ làm video combo một cái bộ 4 bánh xe dép cho các bạn nghiên cứu và tham khảo. Đây là cái vân nốt của nó này. Vân nốt rất là hầm hố. Gai sần nhưng không quá sần. À, đủ để các bạn đi đường nhẵn cũng không bị sóc, mà đi đường lầy thì vẫn cứ bám. Nói chung là nó rất là phù hợp. Đây. Đấy. Bánh này có đường kính rất là lý tưởng. Đường kính là 52 cm, chiều rộng là 22 cm. Đấy. Lốp không xăm các bạn nhé, lốp này là lốp không xăm. À, mọi chi tiết và thông số thì các bạn vui lòng xem phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.